Câu chuyện của nhạc sĩ và đại tướng Capo tại xét đánh đầy đất địa phương nhạc được hài tử thu dưỡng làm nữ nhi, rõ ràng là giao cho Long tới mang, nhưng là như thế nào biến thành Poruson tên kia tới mang đây? Nữ nhi thân cận hắn có nguyên nhân nhưng là như thế nào con gái của mình tương lai sẽ trở thành thê tử của hắn đây? Đánh đi! Không được! Hẳn là sẽ có nữ chủ cứu Acer tình tiết, nữ chủ nguyên bản không phải hải tặc thế giới người, cha mẹ mang theo nàng từ thế giới khác tới nhưng là lúc tới bị thế giới ý thức tiêu diệt, chỉ để lại chúc phúc cho nữ chủ, nữ chủ mới tồn tại ở hải tặc thế giới bên trong, thẳng đến bị Capo tiếp thu một khắc kia mới chính thức dung nhập thế giới này, sau đó nữ chủ kỳ thật là Porusalin nhìn lớn lên, nhưng là phía sau bởi vì một ít nguyên nhân nam nữ chủ cùng một chỗ. Nhưng thật ra trước đây nữ chính đã gặp mặt nam chính. Chương 1 Có tân sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Chúng ta về nhà đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Tiểu tiểu thư sợ trùng nay. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Hải tặc nguyên tác tuyến thời gian. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Lan Hina về nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Lưu lại chiếu cố Acer Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Hiếu động tiểu hài Acer bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Ha Su thức tỉnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Sơn tặc nháo sự Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Gặp lại Sans Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét